Quang ơi, chị Hồng Lê gửi tặng em 50 đô thì chẳng lẽ 100 đô sẽ ra anh cũng được 50 thì anh đổi tiền cho em luôn là đó 1.1 50 rồi Quang. Rồi cái này Hồng Lê nha. Chị Hồng Lê, dạ cảm ơn chị Hồng Lê rất nhiều nha chị Hồng Lê ơi. Trời ơi, hôm qua sinh nhật xong rồi, hôm nay có lộc của chị Hồng Lê nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều nha. Thôi chút nữa nếu có gì á em xin phép chị Hồng Lê em trích ra một phần để em mua vé số phụ chức nha chị Hồng Lê. Đó, em giúp đỡ chức thôi. Đó, chứ để mở hàng cho chức, rồi chức vui vẻ. Đó. Với lại một phần nữa hôm qua nếu mà em có làm cái gì mà mọi người thấy không vừa ý thì em cũng xin lỗi mọi người nha. Tại vì hôm qua là ý là em chỉ muốn giỡn như chức thôi. Nhưng mà em thì em biết một cũng như là một cái khoản nào đó em dần, chứ em không phải là em giỡn quá lố hay là cái gì. Đó, em chỉ giỡn như chức cho vui vậy thôi. Nên mọi người có thể đồng cảm bỏ qua giùm em nha. Đó, em cũng xin lỗi mọi người. Hôm qua này em cũng gặp comment của nhiều người á, nhiều người cũng chỉ trích em, cũng nói em giỡn hổn gì chức người nọ, thì em xin lỗi mọi người nha. Đó, em chỉ muốn giỡn gì chức rồi chức vui vẻ thôi, chứ em không có suy nghĩ gì hết trơn á. Với lại em cũng chưa có giỡn cái gì mà gọi là quá đáng hết trơn á. Em chỉ giỡn gì chức bằng lời nói vậy thôi. Có nghĩa là hôm qua trên clip á thì em lúc mà em được tặng quà đó em giỡn, em nhá nhá như vậy. Dạ, em chỉ có nhá nhá gì chức cho vui vậy thôi, chứ em không có làm đâu. Thật sự là em không làm đâu nha mọi người. Nếu mà bây giờ mà cho em gan luôn em cũng không có làm chức vậy nữa. Em chỉ giỡn gì chức cho vui vậy thôi. Với lại cái đó là những cái món quà đó là của nhân viên của Lan Quế Phường là Hùng lại để mua tặng em để cho vui vẻ thôi, chứ không có ý gì hết. Em cũng không có mà giỡn gì chứ mà quá đáng lắm đâu mọi người ơi. Em xin lỗi mọi người nha, mong mọi người đồng cảm giùm em nha. Đó, còn cái này thì một hồi nữa em chích ra một phần nhỏ để em mua vé số của dì chức đó, em giúp đỡ dì chức đó. Em cũng cảm ơn dì Hồng Lê một lần nữa đó. Em chúc chị sức khỏe nhiều sức khỏe đó, là thành công trong công việc và hạnh phúc của gia đình nha chị Hồng Lê. Rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. 258 nha. Sáng có phở, chiều có cá viên chiên. Số mấy anh ơi? Số không? Cái quần chật quá. Gì? Quần chật quá. Bỏ vô đây. Thôi, không có xách cái vỏ, sáng đi luôn. Sáng đi luôn, miễn gì chụp mới đẹp. Vậy được đẹp rồi. Số anh đẹp trai, anh Việt Kiều, số không? Số hai anh. Mua không? Trời ơi, có hai đại bàn ta vô bán rồi kìa. Trời ơi, chưa có hai đại bàn bán rồi. Má nói với bà nó đi kiếm rồi đó. Kìa ông Việt Kiều à. Ông Việt Kiều đi đâu rồi? Trời ơi đi về hả? Sang thứ nợ gì? Nay xúc chỉ hoài à, mơi may nút lại. Mai cho dặm lại. Bà thồn bà đi kiếm nó kìa. Ta nói trời ơi thằng gì thấy nó mới chỉ cô mới kêu nó. Cô muốn thấy nha, cô chỉ thấy có người kêu bà thôi, bà mày đã ơi pin kìa. Ừ. Cô không thấy ai, cô nghĩ là mấy người nó coi YouTube thấy bà nó kêu bà. Pin. Pin cô cũng biết pin nào. Pin bắn nước á, qua bệnh má nó đi bộ mà không tin hỏi ơi. Má nói đi hai lần rồi đó, lần này thứ hai. Ủa mẹ nó chửi nó hay sao? Ai biết, bà hỏi bà nó không có chửi nó gì, tự nhiên nó ngủ cái nó đi luôn. Bà nói đi hồi 11 giờ. Vô không? Biết hả? Nó biết gì vậy? Chắc bị cái vụ ham chơi á, chắc vụ đi đây đó rồi. Bao lì xì ở đâu có hả? Đừng mấy cái lọc chùa tao Lâm với thằng đó lấy về ăn tàu. Tao lọc bỏ lọc vô á.
Lì xì gì giờ? Lì xì tiền chứ lì xì gì? Trăm. Gì? Trăm. Trăm hả? Trăm ít quá vậy? Chịu thôi. Chịu hả? Không chịu thì thôi. Chịu đi. Đưa cặp quần xa lép lại. Chịu đi. Trời ơi, không chịu. Ăn có hai món không chịu. Tổng cộng là 4 bộ đồ, áo và 3 là còn gì nữa hết chất. Cái quần có đang mặc không á? Cái quần nè, trả lại cái quần đi, mày mặc đây chật quá. Vô duyên quần của bà mặc rồi, bà kêu đưa không? Không, cái này nới ra được không? Cái vợ mày mặc hả? Cho vợ mặc nha. Chưa có vợ để dành đi. Nếu nhận có gì biển biển nha. Biển xanh đó hả? Hôm qua nó bóp đồ nhỏ gì nè, đám thấy luôn. Trời ơi, chết rồi, nói trên clip là cả thế giới người ta nghe luôn á chứ. Trời ơi. Bảo đảm mày luôn, tin lát mày coi mấy ngâm thành nó không lên. Trời ơi, thiệt luôn hả trời. Lâm cũng thấy nữa. Rồi để lát hồi con hỏi lại. Ê mày mà. Chỗ Lâm nó làm ngon ha, nhỏ bắn mì xào ngon. Ta luộc xong rồi bắt đầu luộc cải trộn chung đổ dầu, thấy ba trộn vậy nè đổ dầu. Tụi ăn mới ngon. Bây hôm qua ổng xào cho thằng Lâm ăn chay nó ngon. Mà cậu là cậu cũng có ngon. Cậu cũng ngon hả? Ờ, nó có sao? Nhét xả, nó cua cậu, thằng này mua đồ chay ở đây tao ăn. Đồ này đẹp à, ba bộ, bà ba một cái quần nữa. Hôm qua đi sinh nhật anh Quang vui không? Vui, má nó cặn vô duyên quá. Móc ra càng bông cao su không à. Mắc nết. Tôi cho bà về với ông cô mực bà không chịu. Không. Ông cô mực lai hả? Ai biết ai, nó gọn cho cô mực hoài. Không có đâu má, biến đi má. Trời ơi, trước nói lên clip với bao nhiêu lần anh cô mực là chồng của em. Cô hổng chia tay quá không? Cô hổng chia tay quá không? Chưa, mày nghe cái la lên hả Vin, mày làm gì ngoài trận đông. Quay ra còn thấy con cha nào đang vác hàng dục xuống á. Ê ê ê, hồi trưa mày gặp Bin hả không? Đâu? Ngoài trận đông mình á, bốn đứa đi á. Biên còn hai nè, Bin nhà này nè. Gặp đâu? Trời ơi, tao thằng Toàn. Thằng gì gặp là kêu. Nó kêu coi trước, coi mới quay ra thằng Bin bắn nước kìa. Có còn quay qua coi nói. Thằng hồi trưa đi mua quần áo á. Ai cho con mấy tấm hình kia coi. Hình đâu ạ? À? Qua chụp á. Tấm nè. Nó gãi em á. Bát này là kêu lắm á. Lâm thấy chưa? Anh chết. Trời ơi là trời. Sao cái không mày mà mang guốc qua ai vậy? Trời ơi quỷ ma mấy thằng này. Tấm hình à. Trời ơi nó lấy guốc nó mang ai. Vi Nhung với lại Vi Vi. Nhỏ này ai? Ai? À nhân viên trong quán á. Rồi 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 coi rồi, rồi, rồi. Đẹp không? Đẹp ha. Cũng này mặt đẹp ha. Trời ơi, cha mang búa con ta kìa ác kìa, nhỏ quá. Mang búa này đi kết quốc. Nó điên được rồi. Mày không phải hình mỹ đó, giống như cô lại. Ủa, bình thường, bình thường. Mấy tấm hình nó bình thường. Dạ, đưa lên cho Lâm, làm cái clip nó đăng lên luôn cũng được nữa. Đúng không? Đó. Đăng cho mày mắc bê đê. Cũng này đẹp nè. Mang búa đồ ha. Bạn nhìn vui lắm, vậy ta nhìn hàng. Đâu biết đâu, tại sớm mấy thằng đó nó gửi. Mấy hàng chụp hình ở trên đó mới gửi. Trời nghĩ sao ông lồn mang guốc Phi Nhung hay gì. Ôi rồi đi kết quốc luôn nha chớp, đừng giỡn nha. Đi được không? Được. Ôi chân nó dẻo lắm á. Cái tay cũng dẻo nữa. Đánh đều, tại đều. Thằng này ngủ với ai bóc cặt người đó, xấu nết. Đẹp vậy chơi bê đê uổng quá. Có luôn hả chứ? Ờ, hai thằng quỷ á.
Chưa nếu ta biết ta nhảy xuống rồi. Thằng quỷ nó chở nhanh quá. Nó pin bắn nước thì bà chết, nó khoảng mày, coi còn nói nó. Chết anh gì kèo chứ. Qua mà ta làm gì thấy ghê đó. Anh Việt Kiều đi đâu rồi? Về Việt Nam chơi kỳ ngao quá trời. Việt Nam chơi qua anh Bến cài lại sao nè. Tiền ổng nhiều lắm á, về đây tiền quá trời luôn á má. Qua sinh nhật qua người ta cho tiền nhiều lắm á, người nào cũng cho. Nè anh Dì Kiều uống nước, anh Dì Kiều ơi. Anh đó bữa nào cũng mua mở hàng giấy số cho dì Kiều chứ. Mở hàng giấy số có bò luôn hả? Bò 80 lần mở hàng là bò 80. Dữ dằn ta. Rồi hôm nay ảnh có có mua mở hàng không? Mua chưa? Dạ rồi hả? Đầu giờ có khách chưa chứ? Đấy, có mình ổng mở hàng tao trước á. Ê, mày ngó phải không? Phải nó không? Lúc này xe hơi á, pin á. Xe hơi đều màu đen á, nãy có thấy lú đầu á, ngó coi. Để em nói nè. Lú cái đầu á, ngó đi, tao không thấy đường. Không thấy ai hết á. Sao cái đít xe hơi á, lại ngó nó. Thấy là con thấy cái bóng liền à, không thấy. Đủ ai đâu, đủ ai sao xe đâu. Má nổi một cạch có một chút xíu nè. Nóng người quá đó, nó muốn nổi nè. Lấy đồ dán vô ăn cái gì mát thôi. Không. Uống xăm đắng mà cà làm biến cà mê ngủ quá, cà làm biến dậy uống. Suốt ngày ngủ hoài. Phải, thuốc nó đâm mê, cà tiểu đường mà ngủ hoài cái gì. À, có nghĩa là thuốc nó có... Cái quần thì vừa, mà cái lưng quần á, kiếm cho nó mai lại cái lưng nữa. Màu gì chứ? Màu hồng, màu đỏ, màu xanh nước biển. Rồi màu gì nữa nè, màu cà vót. Trắng, cà vót, xanh, nước biển, màu mận. Năm cái, tụi nó lựa, xúm nhau mấy quỷ lựa. Cua lầu lồn, để dành cọc 19 đéo vô một con. Chắc mua 19 nó nhỏ quá, phải mua 79. Không, cái này là cái tay áo nó dài, cái này là số gì nè? SL số 6. Số 6 là vừa chất không?